Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 24 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ vào đêm ngày 23 tháng 7. Sau một số tờ báo quốc tế nói con đập này bị vỡ đã khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon ngủ không yên. Và hôm 23 tháng 7, nó đã làm cho làn sóng dân số của Trung Quốc phải hoang mang. Kính thưa quý vị, liên quan tới thông tin con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ, chúng tôi đã search tất cả các từ khóa trên mạng và đã ra khoảng 10 triệu kết quả tìm kiếm. Rất nhiều tờ báo nói rằng con đập đã vỡ vào đêm ngày 23 tháng 7 và con đập có khả năng vỡ rất cao, thu thập tất cả các bằng chứng và chứng cứ. Chúng tôi kết luận rằng con đập của phía Trung Quốc hiện vẫn chưa vỡ, mặc dù mưa to, gió lớn, song suốt hơn 3 tháng vừa qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, tuy nhiên nó vẫn sừng sững đứng yên. Các chuyên gia thủy lợi quốc tế cho rằng khả năng cao con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ không bị vỡ. Các chuyên gia thủy lợi của nhà nước Trung Quốc nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị ba quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945, nó cũng không bị vỡ. Chính vì vậy, những trận mưa to gió lớn vừa qua vẫn không hề ảnh hưởng đến con đập này. Ngay tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc đặt câu hỏi rằng vậy con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bền vĩnh cửu hay là sao? Thì xin thưa với quý vị rằng trên thế giới này không có một vật gì mà lại bền vững cửu, kể cả kim cương thì cũng có lúc bị xước, bị bong chóc. Những vật được cho là trường tồn với thời gian thì có lúc nào đó sẽ lại bị tan hoang trong một khoảnh khắc nhất định. Chính vì vậy, con đập Tam Hiệp lớn nhất của phía Trung Quốc bị vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Nó chỉ xảy ra sớm hay muộn mà thôi. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang cho rất nhiều tiểu đoàn, tiểu đội canh giữ 24/24 giờ bởi vì rất nhiều nước xung đột với Trung Quốc định bắn vỡ con đập này. Nhiều chuyên gia thủy lợi cũng như là chuyên gia quân sự trên toàn thế giới nói rằng nếu như Trung Quốc đánh nhau với các nước thì các nước không cần đánh đâu xa. Chỉ cần phóng tên lửa hoặc dội bom cho vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc là Trung Quốc đã bị san phẳng rồi. Chính vì vậy mà con đập liên tục được tập đoàn Tam Hiệp bảo vệ 24/24 giờ trong suốt những tháng năm vừa qua. Kính thưa quý vị, đập Tam Hiệp là một công trình vĩ đại nổi tiếng và là một công trình được cho là kỳ quan của thế giới. Nó đang sở hữu rất nhiều kỷ lục mà tất cả con đập trên thế giới đều không sánh vai được. Đây chính là lý do vì sao nó được cho là con đập lớn nhất hành tinh này. Tuy nhiên, nó lại là một tử huyệt chết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã đầu tư rất nhiều tiền bạc, rất nhiều công sức cũng như là mai phục rất nhiều quân lính bảo vệ 24/24 giờ, xung quanh 50 km. Với bán kính đó, Trung Quốc nói rằng sẽ không có một thế lực nào có thể bắn vỡ được con đập Tam Hiệp. Chính vì vậy mà người dân xung quanh con đập hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên, theo người dân của Trung Quốc cho biết thì họ vẫn tin vào lời dự ngôn của cậu bé tiên tri cũng như nhà tiên tri nổi tiếng Vanga trên toàn thế giới khi nói rằng con đập sẽ bị vỡ trong năm 2022 hoặc 2023 nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nết. Người ta cho rằng nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình đối xử tốt với cả các nước trong khu vực, còn nếu như đối xử xấu hay đem quân đội Bắc Kinh ra xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước trong khu vực, thì con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ lên tới 99,9%. Và liên quan tới con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật khi có thông tin chính xác nhất và mới nhất. Còn bây giờ, chúng tôi xin gửi đến cho quý vị tình hình lũ lụt mới nhất ở Trung Quốc mà chúng tôi mới cập nhật được. Thưa quý vị, siêu bão Infa mới tàn phá Trung Quốc, và nó đã khiến cho hệ thống chống ngập của Trung Quốc bộc lộ ra những điểm yếu chết người. Lời cảnh tỉnh sau khi thành phố thông minh của Trung Quốc mất điện vì lũ. Trung Quốc đã phát triển các trung tâm đô thị thành thành phố thông minh, nhưng trận mưa lớn chưa từng thấy quét qua đã đẩy hàng triệu người vào thời đại đen tối của kỹ thuật số. Tuần trước, nhiều khu vực ở miền Trung Trung Quốc chìm trong nước lũ sau khi hứng chịu trận mưa lớn mà cơ quan thời tiết miêu tả là nghìn năm có một. Hơn 69 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác đã phải sơ tán vì thời tiết cực đoan. Khi mưa lũ rút đi, hàng triệu người ở Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhận ra rằng họ lại phải đối mặt với thách thức mới. Trong nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc đã biến các trung tâm đô thị của mình thành thành phố thông minh, công nghệ được ứng dụng trong mọi khía cạnh của cuộc sống, từ mua hàng, đi taxi, đặt lịch hẹn bệnh viện, đi lại trên tàu điện ngầm và thanh toán các tiện ích.
Vì vậy, khi trận mưa lịch sử quét qua khiến Trịnh Châu gây mất điện và Internet trên diện rộng, công chúng bỗng thấy mình bị rơi vào thời đại đen tối kỹ thuật số, sao China Morning Post đưa tin. Đối với một số người, đó là một sự bất tiện, nhưng đối với những người khác, điều này trở thành vấn đề sinh tử, cuộc chiến sinh tử. Một bác sĩ họ Wang làm việc tại Bệnh viện Liên kết 1 của Đại học Trịnh Châu cho biết khi thành phố mất điện, thiết bị hồi sức chăm sóc tích cực ICU cũng ngừng hoạt động. Bệnh viện đã phải nhanh chóng sử dụng nguồn điện dự phòng để cứu chữa những bệnh nhân nặng nhất. Hơn 10.000 bệnh nhân khác đã được di rời đến bệnh viện huyện, nơi có nguồn điện an toàn hơn. Mất điện đồng nghĩa thang máy trong tòa nhà cũng ngừng hoạt động. Vì vậy, Wang đã cùng tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ kiêm bệnh nhân đang nằm trên giường ICU từ tầng 20 xuống các xe cấp cứu. Những bệnh nhân đó không thể ra khỏi giường, chúng tôi đã phải khiêng vác theo mọi thứ, Wang cho biết. Điện thoại biến thành cục gạch phát sóng. Ở bên kia thành phố, một phụ nữ tên King Wen hoang mang khi bị cắt điện và Internet. Điện thoại mất sóng nên cô không thể gọi hay nhắn tin cho bạn bè và gia đình để thông báo với họ rằng mình đã an toàn. King Wen đã đi lang thang trên khắp đường phố để tìm kiếm nơi có sóng. Thế nhưng, trước khi có thể tìm thấy, điện thoại cô đã chết. Dần dần, King Wen phát hiện ra sự bất tiện len lỏi trong mọi ngóc ngách cuộc sống. Vào buổi sáng sau khi cơn mưa giảm dần và nước bắt đầu rút, King Wen đi làm trở lại. Khi đến văn phòng, cô được biết công ty đã đóng cửa do thời tiết khắc nghiệt. Nhưng vì không có Internet, cô không bao giờ nhận được tin nhắn thông báo. Khi đến siêu thị, cô không thể mua hàng vì hệ thống thanh toán bằng điện thoại đã ngừng hoạt động. Thông thường, người dân Trung Quốc hiếm khi đem tiền mặt theo và phụ thuộc nhiều hơn vào thẻ tín dụng và các ứng dụng thanh toán. Không có Internet, điện thoại của cô đã biến thành một cục gạch phát sóng, cô nói. Trên khắp thành phố, hàng dài người xếp hàng trước các cửa hàng tạp hóa để lại số điện thoại và hứa rằng họ sẽ quay lại để giải quyết nợ. Nhiều phương tiện giao thông cũng ngừng hoạt động. Tencent News cho biết các ứng dụng gọi xe đã tạm dừng các dịch vụ ở Trịnh Châu do lo ngại về an toàn. Một số ít taxi vẫn chạy trên đường phố yêu cầu mọi người trả trước bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, một số tài xế cho hay điện ở nhiều nơi bị cắt cũng là lý do khiến họ không thể tiếp tục sinh kế. Theo báo cáo, tại Trịnh Châu, hơn 80% số xe taxi đã được chuyển sang sử dụng động cơ điện trước đó. Khi xe hết điện, tôi thậm chí không biết mình có thể sạc lại ở đâu, một tài xế cho biết, lời cảnh tỉnh. Yao Kelu, giám đốc của một công ty kế toán ở Trịnh Châu cho biết, sau khi mua thức ăn và nguồn nước bằng thẻ tín dụng, anh leo lên 19 tầng và bàng hoàng phát hiện căn hộ của mình bị cắt điện, nước. Trong vài ngày tiếp theo, anh trở thành kẻ lang thang trong thành phố khi đi khắp mọi nơi để tìm kiếm điện hoặc Internet. Đôi khi giao đến một quán trà mà bạn anh làm chủ và đôi khi anh ở sảnh khách sạn với Internet, nước và nguồn điện chập chờn. Tôi lái xe đi lòng vòng chỉ để kiểm tra xem có chỗ nào tôi có thể nạp điện thoại hay khách sạn nào chưa kín người hay không. Anh nói, sau trận lũ lịch sử, giới chức Trung Quốc đã nhanh chóng điều động lực lượng làm việc ngày đêm để khôi phục lại nguồn điện và Internet. Chính phủ nước này cho biết vào cuối tuần, khoảng 90% các khu vực Trịnh Châu đã có điện và mạng trở lại. Tuy nhiên, sau sự cố này, người dân bắt đầu nhận ra đây là lời cảnh tỉnh để chuẩn bị cho những thảm họa trong tương lai. Cuộc khủng hoảng tại Trung Quốc đã chứng minh rằng mọi hệ thống, ngay cả khi sử dụng công nghệ mới và tối tân nhất, đều có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra ở Trịnh Châu, tôi đã thêm pin sạc dự phòng vào danh sách đồ cần để sinh tồn của mình, một người viết trên Weibo. Nhiều món đồ khác cũng được đưa vào danh sách 20 nhu yếu phẩm sinh tồn khác, bao gồm thực phẩm đóng hộp, bộ sơ cứu, bộ đàm, tiền mặt và thậm chí cả vàng. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!